Thưa quý vị, thị trường bất động sản năm 2023 nhiều chuyên gia dự báo sẽ có phần trầm lắng hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, với phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở bình dân cho người thu nhập thấp vẫn sẽ tăng trưởng bởi nhu cầu ở thực cao. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa mấy mặn mà với phân khúc này bởi các rào cản về nguồn vốn, pháp lý của dự án. Gia đình chị Phương đã sinh sống và làm việc hơn 20 năm tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay chị vẫn phải thuê nhà. Với mức thu nhập của cả gia đình chỉ khoảng hơn 15 triệu đồng một tháng, chị mong muốn được mua một căn nhà ở xã hội, nhưng xem ra rất khó có cơ hội bởi nguồn cung còn hạn chế. Gia đình thì nhà ở thì nó cũng hơi chật, thế do vậy là tôi cái khuôn viên này là tôi cũng phải đi thuê. Thế tôi cũng muốn là mua một cái căn nhà ở xã hội. Thực ra là bây giờ là theo tìm hiểu của tôi thì là cái căn nhà đấy thì vẫn còn hạn chế rất là ít. Do vậy là những người kiểu như là dân như chúng tôi thì rất là khó tiếp cận. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm ngoái, trong số các căn hộ mở bán, gần 80% là thuộc phân khúc cao cấp, gần 20% còn lại là phân khúc trung cấp và không còn chỗ cho nhà giá rẻ. Phía doanh nghiệp bất động sản cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bởi rào cản như nguồn vốn hay việc giá bán nhà ở xã hội còn bị khống chế. Xây dựng những cái nhà ở nó vừa với tiền cho người dân, công nhân thì hiện nay chúng tôi cũng đang bị bế tắc. Câu chuyện là cái lãi suất nó cũng là một cái cấu thành và đồng thời cái nguồn vốn để đầu tư cũng là một cái yếu tố quan trọng. Chúng tôi cũng đề xuất là ngân hàng và các ngân hàng thương mại cũng nghiên cứu về cái lãi suất để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp đưa cái lãi suất nó phù hợp để có cái giá thành. Phát triển cái nguồn cung cho cái bất động sản nhà xã hội thì thực tế là rất khó khăn. Khó khăn bởi mấy yếu tố. Thứ nhất là cái đất, để tiếp cận được nguồn đất đai từ cái nguồn đất cho nhà xã hội thì rất là khó khăn. Cái vấn đề thứ hai là cái chi phí thì chúng ta biết trong 2 đến 3 năm vừa rồi chi phí xây dựng tăng rất là cao. Cái vấn đề khó khăn thứ ba là cái giá để áp đặt về cái giá bán đối với nhà xã hội thì hiện tại đang được khống chế. Mà giá thì hiện tại là đang cái giá của 3 năm trước. Các chuyên gia cho rằng, nhà nước cần có những chính sách cụ thể, rõ ràng để doanh nghiệp có thể khởi công xây dựng nhà ở xã hội một cách nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Cùng với đó, có những chính sách về nguồn vốn, từ đó tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. Đối với lại luật đất đai mới dưới cái tinh thần của nghị quyết 18 Trung ương năm khóa 13, thì rất nhiều chính sách mới sẽ được ban hành. Ví dụ như việc mà sử dụng được đưa cái đất hay hành lang đất lân cận công trình hạ tầng đi vào để đấu thầu, để lấy vốn, để phát triển hạ tầng. Thì nó sẽ tạo ra một luồng tiền rất lớn để cho phát triển hạ tầng, để cho phát triển nhà xã hội. Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 của Bộ Xây dựng, tỷ lệ dân số đô thị hiện khoảng 40% và sẽ tăng lên khoảng 45% vào năm 2030. Với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị. Bởi vậy, trong bối cảnh thị trường trầm lắng như hiện nay, cần có những giải pháp quyết liệt để phát triển nhà ở xã hội. Đây vừa là đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đối tượng chính sách, vừa là đòn bẩy kích thích dòng chảy kinh tế, hoạt động của nhiều ngành nghề khác có liên quan đến thị trường bất động sản. Trước thực tế mất cân đối nguồn cung cầu về phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản gần như đóng băng trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội với kỳ vọng là gói hỗ trợ tín dụng này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn, người mua vay được tiền mua nhà mà còn gỡ được nút thắt cung cầu trên thị trường. Khu đất này thì đã được bỏ trống khoảng 4 năm nay, dù doanh nghiệp đã rất nỗ lực để có thể xin và thực hiện các thủ tục để cấp phép xây dựng 2.000 căn nhà ở xã hội tại đây. Tuy nhiên thời điểm này thì đã có những tín hiệu tích cực từ những cái cuộc họp của chính phủ cũng như là địa phương như thành phố Hồ Chí Minh để tháo gỡ cho thị trường bất động sản và đặc biệt là đối với nhà ở xã hội. Không chỉ pháp lý mà cả nguồn vốn cũng sẽ được khơi thông từ gói hỗ trợ 110.000 tỷ dành cho nhà ở xã hội. Hiện nay chúng tôi đang vay Vietinbank để thực hiện cái nhà ở xã hội nhưng lãi suất chúng tôi đang vay hiện nay là 14% một năm. Quá cao. Và đây là một gánh nặng đối với doanh nghiệp, nhưng gánh nặng đối với doanh nghiệp đó sẽ được chuyển hết về cho người tiêu dùng. Vậy làm sao giảm nhà ở xã hội được? Và chúng tôi đang liên hệ với Vietinbank để giảm giá xuống. Và tôi mong rằng, tôi cũng đang chờ đợi, đang hy vọng, thì hiện nay Vietinbank cũng đang trả lời rằng đang chờ đợi
cụ thể cái gói 110.000 tỷ với gói 120.000 tỷ coi như thế nào để làm việc, để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Cách đây 10 năm, khi gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được tung ra, nhiều người có thu nhập trung bình và thấp đã có thể mua được nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Sức lan tỏa của nhà ở xã hội đã giúp thị trường chung phục hồi trở lại. Gói tín dụng 110.000 tỷ đồng mà Bộ Xây dựng đang kiến nghị Chính phủ, Quốc hội lần này có quy mô lớn hơn và mở rộng cho cả các chủ đầu tư, tiếp cận nguồn vốn giá rẻ. Trong đợt này cả Chính phủ cũng như là các ban ngành ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đang muốn giải quyết, đó chính là làm sao để tăng được cái nguồn cung nhà ở ra ngoài thị trường. Trong đó thì tập trung vào nhóm những người có nhu cầu tức là nhóm nhu cầu nhà ở xã hội này và dành cho cái nhóm công nhân. Đây là một định hướng mà thời điểm này tôi cho rằng là rất là phù hợp với lại các cái giải quyết các nhu cầu của dân cũng như là định hướng trong việc kiểm soát và đẩy mạnh cho cái thị trường bất động sản nó phát triển ngày càng bền vững hơn. Và khi mà một vài những cái giá là được xử lý khơi thông thì thành ra là cái thị trường nó sẽ bắt đầu phá băng dần. Một cái gói tín dụng cho nhà ở xã hội là 110.000 tỷ đồng nhưng theo cái phương thức là tái cấp vốn. Điều đó có nghĩa là sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện cái chính sách mà lãi suất ưu đãi như Thủ tướng đã ký đầu năm 2023, lãi suất ưu đãi của nhà ở xã hội là 5% một năm. Mục đích chi là phục vụ cho cái chính sách nhà ở xã hội dài hạn mà thực hiện cái mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội. Thì điều đó rất có lợi bởi vì đó là cơ sở để chúng tôi giảm giá nhà. Bộ Xây dựng cho biết, gói 110.000 tỷ đồng đã phân định rõ 55.000 tỷ cho chủ đầu tư vay, còn lại là cho người mua nhà vay. Các chuyên gia nhận định, khi tháo gỡ được những vướng mắc về pháp lý, về vốn, về lãi suất, mà trước tiên là cho những dự án nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp, thì đây sẽ là tiền đề để phục hồi toàn thị trường. Như vậy có thể thấy là gói tín dụng 110.000 tỷ đồng rất quan trọng, tương tự với gói 30.000 tỷ đồng ở giai đoạn năm 2013, đã tạo ra cú hích trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nếu chỉ đưa ra gói tín dụng thuần túy mà không có hướng dẫn quy định cụ thể thì rất khó xác định đúng đối tượng, mục đích kinh doanh dự án. Hơn nữa, nếu chỉ đưa ra gói tín dụng nhưng không kiểm soát chặt chẽ, không quy định rõ ràng thì dòng tiền sẽ chảy đi chỗ khác. Do vậy, việc triển khai phải rất chặt chẽ đối với các thủ tục liên quan, kể cả doanh nghiệp được vay hay cá nhân vay mua nhà. Theo đề xuất, gói tín dụng 110.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội sẽ được thực hiện tương tự gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Nhìn lại gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013 đến 2016, kết thúc 3 năm triển khai, mặc dù được đánh giá là thực hiện tốt, đã có nhiều tác động tích cực tới thị trường bất động sản trong điểm đó. Tuy nhiên, 2 năm đầu triển khai không ít lần gây tranh cãi, từ quy định đối tượng vay vốn, lãi suất cho đến cách xác nhận thu nhập. Cùng với đó là tình trạng giải ngân chậm, không đúng như sự kỳ vọng của đối tượng thụ hưởng. Theo các chuyên gia, rút kinh nghiệm từ việc triển khai gói 30.000 tỷ, triển khai gói 110.000 tỷ lần này cần nhanh chóng, đúng người, trúng đối tượng. Gói hỗ trợ chỉ dành áp dụng cho những doanh nghiệp, tập đoàn có uy tín, có hệ thống quản trị tốt, có kế hoạch sử dụng vốn minh bạch, đúng với cam kết, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội. Đối với dự án phải có đủ điều kiện đầu tư, mở bán, hoàn thành trên 70% tiến độ, ưu tiên các dự án phát triển khu dân cư. Đối với ngân hàng tham gia gói hỗ trợ tình hình tài chính tốt, chủ yếu thuộc hệ thống ngân hàng có vốn nhà nước và một vài ngân hàng thương mại có tình hình tài chính và quản trị hiệu quả nhất. Với người dân, phải xác định rõ đúng đối tượng với nhu cầu nhà ở thực. Rút kinh nghiệm từ cái gói 30.000 tỷ, chúng ta phải mang tính đồng bộ. Người mua và người đầu tư đều có thể được vay, làm sao mà nó nhịp nhàng. Và cái quan trọng nhất là nó phải đi vào thực tiễn ngay. Có chính sách rồi, nhưng chúng ta để cái độ trễ quá cao thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì. Nó sẽ rất là khó. Cho nên là khi mà có chủ trương đường lối và đã có cái định hướng rõ ràng rồi và được phê duyệt thì chúng ta phải đưa nó vào cuộc sống này nhanh chóng để triển khai thì chúng ta mới đáp ứng được cái nguyện vọng, yêu cầu của doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng. Song song với việc triển khai gói tín dụng thì cũng gần gỡ khó các vấn đề về chính sách và pháp lý cho các dự án, doanh nghiệp triển khai dự án. Thực tế cho thấy, thời gian để một dự án hoàn thành thủ tục đầu tư hiện nay tương đối dài. Nếu được bơm vốn nhưng dự án chưa triển khai được thì doanh nghiệp cũng không vay được vốn, còn người dân cũng không thể vay được vì chưa có sản phẩm. Cái vấn đề mà quan trọng nhất của cái lĩnh vực bất động sản là cái khó khăn về cái thủ tục pháp lý để mà khởi công xây dựng các cái dự án cũng như các cái quy hoạch và kế hoạch bố trí các cái dự án. Với những cái khó khăn về vốn như hiện nay thì rõ ràng cái gói 120.000 tỷ của các cái ngân hàng sẽ là một trong những cái động lực hỗ
hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và người mua nhà có được cái nguồn vốn giá rẻ để mà phát triển cái nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ. Vấn đề đặt ra lúc này, các cơ quan chức năng cần đưa ra quyết định thời gian triển khai gói tín dụng. Và câu chuyện của gói tín dụng chỉ là một phần. Phần quan trọng hơn là để nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp có thể triển khai nhanh hơn. Khi đó, phân khúc nhà ở xã hội ấm lên kéo theo các phân khúc nhà ở khác và thị trường bất động sản ấm lên và lan tỏa cả nền kinh tế.